Trước khi đi vào ngắm kỹ hơn về Samsung Galaxy S23 Series, các bạn đừng quên là chúng ta có thể đặt trước ngay từ lúc này tại Sellnet với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi cụ thể thì tại thời điểm mình quay video thì mình cũng chưa rõ cho lắm đâu, nhưng mà các bạn cũng hiểu thời gian đầu tiên ấy, chúng ta sẽ được tặng rất nhiều. Theo như mình được biết là ngay từ Samsung chúng ta cũng đã có những chương trình trừ thẳng tiền và giá bán của sản phẩm. Bên cạnh rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ Sellnet nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ có một mức giá vô cùng thơm trên Galaxy S23 Series. Cụ thể hơn thì đường link phía bên dưới các bạn nhớ click vào để tham khảo cụ thể nhé. Và có một thông tin bật mí nhỏ là năm nay sẽ mở bán rất sớm đấy, thì các bạn phải nhanh tay lên. Ok, quay góc siêu rộng cho cái máy này thấy nó to hơn tí, chứ thực ra nó bé xíu à. Đây là Galaxy S23 Base phiên bản thấp nhất, bé nhất. Xem nó có cái gì hay các bạn nha. Tính ra là nó đúng nhỏ luôn các bạn ạ. Nó nhỏ như máy hồi năm ngoái. Và nó cũng có cái thiết kế kiểu như con S23 Plus ấy. Này các bạn nhìn cái phần viền của chúng ta này, phần viền khung kim loại ấy, cái cảm giác nó bị nhô lên thêm tí xíu nữa, nên là nhìn cái phần tổng thể viền ở bên ngoài khi mà chúng ta nhìn vào nó hơi bị dày hơn tí. Tuy nhiên thì cái phần viền ở phía bên trong viền đen này nó không hề dày hơn so sánh với S22 đâu các bạn, nên tổng thể nó vẫn là một cái máy vô cùng sexy, và quan trọng là nó đều cả bốn cạnh nên nhìn nó cũng đẹp mà, đúng không? 61 inch thì nó gọn gàng trong tay và rõ ràng nhìn cầm cái máy này xinh dã man luôn. Nhìn thích nhở, thao tác các thứ mọi thứ đều mượt mà trơn tru, nó nhỏ nhỏ gọn gọn đáng yêu như này, nên rõ ràng là ai mà cần một cái máy base để mà phục vụ cho những cái công việc cơ bản, nghe gọi, nhắn tin, check mail, lướt Facebook, TikTok các thứ, thì rõ ràng đây sẽ là một cái máy khá là thú vị để mang đến trải nghiệm cơ bản tốt dành cho các bạn. Thì những cái vấn đề mà trước đây S22 gặp phải đó là máy quá nóng này, đây là máy có thời lượng pin không quá tốt này các thứ, thì liệu năm nay có được khắc phục hay là không? Thì nói luôn á, pin của chúng ta được tăng dung lượng lên là 3900 mAh so sánh với là 3700 hồi năm ngoái. Vấn đề đó thì chỉ tăng con chút xíu thôi, chưa được đến 10%, nhưng mà rõ ràng tăng lên như thế thì nó cũng đã gọi là có một niềm tin để cái trải nghiệm về pin nó sẽ tốt hơn chút xíu nữa. Nhưng cái quan trọng ở đây đó là gì? Con này cũng chạy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Nó là một con chip rất là mạnh, và quan trọng là năm nay nó khắc phục được vấn đề đấy là máy nó bị quá nhiệt của con Snapdragon 8 Gen 1. Thì các bạn cũng hiểu là những con nào chạy 8 Gen 1 á, chip nó bị nóng lên rất nhanh, máy nó bị nóng lên rất nhanh, thì đấy là yếu tố khiến cho pin nó bị đốt cực kỳ nhanh. Thì rõ ràng là cái máy này nó sẽ không nóng như là S22 hồi năm ngoái. Mà đã không nóng lên thì những thiết bị di động như này sẽ có thời lượng pin rất là lì. Và đấy là lý do vì sao chúng ta có quyền tin tưởng đấy là con S23 phiên bản Base thông thường này sẽ có thời lượng pin sử dụng thực tế tốt hơn. Đấy, tức là mình chỉ nói về cái vấn đề lý thuyết và áp sang cái chiếc điện thoại này thì nó cũng sẽ có luôn một cái niềm tin đấy là máy nó sẽ ổn định hơn và mát mẻ hơn, cũng như cho thời lượng pin sử dụng thực tế tốt hơn. Nhưng mà thôi, cái vấn đề đó thì có máy chính thức thì mình mới có thể confirm được. Đây là mình chỉ xét ở yếu tố lý thuyết thôi các bạn nhé. Rồi, thay đổi thì cũng có một chút xíu về mặt thiết kế, khi mà cái phần viền này của chúng ta này phát phẳng hơn tí, góc cạnh hơn chút xíu, cầm trong tay nó cấn hơn chút. Tuy nhiên thì với một cái máy nhỏ như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Tại vì là máy to như kiểu con S23 Plus thì nó mới rõ ràng vào trong lòng bàn tay, chứ con này kiểu cầm thanh cảnh như vậy ấy, thì có khi nó lại là một cái trải nghiệm khá là thú vị ấy. Cũng giống như ngày xưa các bạn dùng mấy con vuông vức mà có viền diamond cắt quen thuộc ấy. Kiểu đấy. Rồi, cái cụm camera này của chúng ta bỏ đi cái phần khung bên ngoài, sẽ chỉ có ba cái ống kính với những cái vòng kim loại được bao bọc xung quanh mà thôi. Nói chung là nhìn tổng thể nó cũng có một cái khá là thú vị. Và cá nhân mình đánh giá thì không phải là gu của mình cho lắm, nhưng mà nhìn nó lại kiểu đơn giản hơn. Và những cái gì đơn giản ấy thì nó lại thường trường tồn với thời gian. Các bạn đồng ý không? Đấy. Đi sâu hơn vào những thứ ở phía bên trong đi. Thì cái máy này phiên bản base của chúng ta sẽ chỉ có dung lượng là 128GB, chứ nó không được 256GB giống như là phiên bản Plus và phiên bản Ultra. Thì đây rõ ràng là cái điều nó hơi bị thua thiệt một chút xíu. Và cái máy này cũng sẽ chỉ sử dụng cái bộ nhớ trong UFS 3.1. Tốc độ thì nó vẫn cao thôi, thế nhưng mà nó sẽ không được ngon như là dòng Plus và dòng Ultra. Các bạn phải lưu ý ở cái vấn đề này. Thêm nữa, phiên bản RAM sẽ chỉ có là 8GB RAM, và ở Việt Nam sẽ chỉ có thêm một phiên bản 256GB nữa. Nếu các bạn muốn có những cái dung lượng lớn hơn sẽ không ok trên chiếc điện thoại này. Ngoài ra, camera thì cũng sẽ tương tự như thế cũ, khi nó vẫn sẽ có cái camera chính với độ phân giải là 50MP. Đấy, 50MP này. Đó. Thêm nữa, ống kính camera tele zoom quang học 3X và ống kính camera góc siêu rộng cũng tương tự như là S23 Plus. Cái sự nâng cấp thì nó sẽ chỉ là những cái yếu tố nhỏ nhỏ phía bên trong, ví dụ như là cái camera quay video được lên 8K, ví dụ như khả năng chụp hình khi mà đây, chuyên nghiệp như thế này này. Đấy, thì nó áp dụng luôn với cả cái camera selfie cũng có tính năng chụp chuyên nghiệp tương tự. Rồi chưa kể là quay video trong những môi trường thiếu sáng thì cũng sẽ được cải thiện hơn thêm một chút xíu. Những cái nhỏ nhỏ như thế này thì mình nghĩ là
cũng sẽ là những cái nâng cấp quen thuộc hàng năm của Samsung mà thôi, chúng ta cũng không có điều gì chúng ta phải bàn đến. Nhưng các bạn thấy không, quay 8K này không giới hạn thời gian nữa, và rõ ràng là cái góc nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều, thì có thể nó cũng sẽ mang lại nhiều cái tính năng hữu ích hơn trong quá trình chúng ta sử dụng ngày. Nhưng mà cá nhân mình thì 4K 60fps vẫn cứ là quá ngon, tại vì thực sự cái camera quay video của Samsung năm nay là quá tốt các bạn ạ. Đây các bạn thấy sao? Ok, rõ ràng là cái S23 phiên bản base như thế này này thì Samsung có những thứ cắt giảm, ví dụ cắt giảm về cái bộ nhớ. Thế nhưng mà những cái thứ khác thì nó vẫn giữ lại một cái thứ gì đấy nó đặc trưng của cái dòng base đến từ Samsung Galaxy. Thiết kế nhỏ gọn, cầm nắm dễ chịu, viền màn hình rất là đều, màn hình hiển thị mọi thứ vẫn thực sự rất là tuyệt vời, độ mượt vẫn quá tốt. Và quan trọng là năm nay có thể là Samsung đã khắc phục được đi những cái yếu tố mà còn tồn đọng trước đây, như là máy nó bị quá nóng hay là thời lượng pin nó không quá tốt. Thế thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Rõ ràng là nếu như các bạn cần một cái điện thoại nhỏ gọn, cầm nắm sử dụng bằng một tay, dễ chịu, đút vào túi quần thoải mái, mà chúng ta vẫn có những cái trải nghiệm cơ bản tốt, thì đây, một sự lựa chọn cũng không tồi, đúng không? Mà chắc chắn mức giá của con Galaxy S23 bản base này, lại còn là phiên bản 128GB này, sẽ cực kỳ tốt tại Việt Nam. Mình khẳng định nó là như thế. Các bạn cứ nhìn vào mức giá của con S22 bây giờ, rồi các bạn chiếu sang cái mức giá của con S23 thì các bạn sẽ hiểu cái vấn đề mà mình muốn nói đến. Ok, vậy các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.